cả những cái công việc thực hiện mà khi chúng ta chọn bôi đen trong hệ thống, trong cái hệ quản trị, thì đấy người ta gọi là một cái giao dịch. Tức là gì? Những cái thao tác đấy nó được thực hiện đồng thời cùng với nhau. Nó được thực hiện đồng thời với nhau. Vậy thì trong cái trigger em nhìn thấy đấy, nó có cái rollback transaction, hay là chúng ta có thể ghi rollback change. Thì thực chất cái trigger nó cũng chính là gì? Cũng chính là một cái giao dịch đơn. Nó là một cái giao dịch đơn. Vậy thì giao dịch ở trong hệ quản trị nó là gì? Giao dịch trong hệ quản trị thì nó có nhiều cái phương thức giao dịch, có nhiều phương thức giao dịch, không phải có một giao dịch đâu. Đối với cơ sở dữ liệu thì nó mục đích của giao dịch đấy là gì? Là quá trình để nó đảm bảo cái cho cái dữ liệu luôn luôn đảm bảo về toàn vẹn dữ liệu, luôn luôn phải đảm bảo về toàn vẹn dữ liệu. Bởi vì ví dụ của em làm cái cơ sở dữ liệu offline thì nó không bị tức là không bị sai khác nhiều, không bị đọc những cái dirty data, không bị đọc những cái dữ liệu ảo. Chúng ta thực hiện offline. Nhưng tuy nhiên với cái hệ thống cơ sở dữ liệu thì quan điểm đấy là chúng ta phải đưa lên cái server, sau đó có thể có rất nhiều cái KAM hoặc là những người dùng có thể truy xuất về nó. Vậy thì khi đấy chúng ta sẽ xảy ra nhiều cái trường hợp đối với những cái thao tác như khi người dùng đọc, như khi người dùng lấy nó về, hoặc là có thể có những cái hành động mà làm cho ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu đấy. Thì khi đó người quản trị hệ thống phải đưa ra những cái chính sách để làm sao để đảm bảo toàn vẹn cho cái dữ liệu không bị ảnh hưởng bởi tất cả những cái thao tác bên ngoài. Vậy thì transaction đó là một trong những cái đối tượng để đảm bảo vấn đề đấy. Ngoài transaction chúng ta còn có lock, còn có khóa nữa. Thì transaction đây chủ yếu tập trung vào vấn đề gì? Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu. Nó không chỉ cho mỗi gì, không chỉ mỗi cho bảng, cho cơ sở dữ liệu, mà còn cho từng cái thành phần cụ thể ra mặt nữa. Một giao dịch đấy nó có thể có một lệnh, có thể có nhiều lệnh. Và cái giao dịch đấy nó là gì? Là nếu trong trường hợp nó có nhóm các lệnh ấy, thì nhóm các lệnh đấy nó phải làm sao nó thực hiện được song song với nhau. Nhưng tuy nhiên nó cũng có những cái giao dịch lồng, tức là bên trong giao dịch đấy nó có thể lồng thêm một cái giao dịch khác, có thể lồng thêm một cái giao dịch khác. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ đi qua xem cái khái niệm giao dịch như thế nào. Thứ nhất, mục đích của nó là đảm bảo tính toàn vẹn khi xảy ra những cái lệnh cập nhật, ví dụ như là chèn, xóa hay là update. Với transaction ấy, thì nó yêu cầu cụ thể như sau. Một cái giao dịch ấy, nó chỉ trả về hai trạng thái thôi. Nó chỉ trả về hai trạng thái. Một là thành công, hai là thất bại. Nó gần tương đương như kiểu phép and. Nó như phép and. Nếu thành công thì tất cả những cái dữ liệu mà khi chúng ta thực hiện những cái thao tác cập nhật với dữ liệu đấy, những thao tác sửa, những thao tác xóa, nó vẫn phải đảm bảo tất cả những cái toàn vẹn của dữ liệu. Đảm bảo khi chúng ta thêm một cái file dữ liệu mới vào, thêm một cái bản ghi vào, thì khi đấy dữ liệu mới đấy nó đảm bảo mọi quy tắc trong cơ sở dữ liệu đấy và thay đổi tương ứng phù hợp đúng. Còn nếu trong trường hợp mà xảy ra một cái lỗi nào đấy, bất kể lỗi đấy là bé hay là lớn, thì một là nó có thể hủy giao dịch hoặc là quay lại, quay lui lại. Quay lui lại đây không phải quay lui lại cái như trigger thì em cô hôm qua cô mới hỏi các bạn nếu như này, trong cái trigger nhá, vậy thì cái rollback chain này nó sẽ quay lại thời điểm nào? Nó sẽ quay lại cái thời điểm mà coi như trước khi chúng ta chạy câu insert. Tức là gì? Ví dụ chúng ta có một nhóm các câu lệnh ABC đến câu thứ D là chúng ta có câu insert. Vậy thì nó sẽ quay lại gì? Quay lại thời điểm ở cái vị trí trước khi chúng ta thực hiện câu insert này. Chứ không phải chúng ta quay lại ở cái thời điểm mà có bạn trả lời là ở cái thời điểm chúng ta bảng insert được. Insert được là khi chúng ta chạy rồi. Nó không có thời điểm này. Nó sẽ ở thời điểm đấy trong trường hợp là gì? Nó đánh dấu cái thời điểm đấy và nó cho phép chúng ta quay lại, thì quay lui lại với cái điểm đánh dấu đấy, điểm nào. Còn bình thường nếu rollback ở đây thì có nghĩa là gì? Nó sẽ quay lui lại ở cái thời điểm trước khi chúng ta thực hiện câu lệnh đấy nhá.
Cái này thì chúng ta làm nhiều lắm. Ví dụ đơn giản nhất, đấy là gì? Đấy là ví dụ chuyển khoản. Cái việc chuyển khoản, khi chúng ta có hai tài khoản nhá, A, chúng ta muốn chuyển 2 tỷ từ A sang B. Vậy thì khi đấy hiện tại A đang có 8 tỷ, B đang có 1 tỷ. Vậy thì cái thao tác chuyển tiền nó chỉ thực hiện như nào? Trên nghĩa là hệ thống thì nó đang thực hiện như sau. Thứ nhất, khi chúng ta thực hiện đặt cái lệnh chuyển tiền thì nó sẽ trừ tiền trong tài khoản đặt ra. Và nó gửi lên một cái nơi trung gian, đấy là ví dụ ngân hàng hệ thống. Sau đó, từ đấy nó mới check tài khoản B, xem tài khoản B có không. Nếu có thì nó cập nhật thêm cái gửi đến số tiền 2 tỷ đấy tới tài khoản B, tức là cộng thêm tài khoản B 2 tỷ. Hai cái công việc này nó không dính dáng với nhau. Không dính dáng với nhau nhé. Nó độc lập, nó không dính dáng với nhau. Nhưng nếu trong trường hợp là hai cái lệnh này, một lệnh bị lỗi thì lập tức cái thao tác chuyển khoản không thành công. Đơn giản thôi, nếu các em chuyển 24/7 thì cái việc mà chúng ta gửi qua nơi trung gian nó ngắn hơn. Còn nếu trong trường hợp chúng ta chuyển thường nhé, nếu mà chúng ta vào thứ bảy chủ nhật thì chúng ta bao giờ cũng phải đợi đến gì, đợi đến thời điểm tiếp theo thì nó mới check, nó mới kiểm tra xem cái tài khoản đấy có hay không. Nếu không có nó update lại luôn số tiền của em. Hiện nay thì ngân hàng làm cái đấy nó khá đơn giản và là khá nhanh, không cần phải ra ngoài. Ngày trước còn phải ra ngoài khai báo, bây giờ không. Còn nếu trong trường hợp là chúng ta rút tiền ATM cũng dạng y hệt như vậy, nó có thể cập nhật ngay tiền cho em. Dĩ nhiên là nó không phải là ngay lập tức, nhưng mà nó có một thời gian ngắn trong ngày hôm đấy hoặc buổi hôm đấy thôi. Tức là gì? Nó kiểm tra cái giao dịch thứ hai, không thấy, không có, không thỏa mãn. Hoặc là gì? Khi chúng ta kiểm tra tài khoản A, chúng ta đưa ra lệnh chuyển tiền thì nó check đã không đủ. Vậy thì khi một cái giao dịch này, một cái thao tác chuyển tiền A sang B để đảm bảo thành công thì có nghĩa là gì? A được trừ và B được cộng. Thì cái đó bắt buộc phải để trong một cái giao dịch. Tuy nhiên không phải là cứ thấy như thế mà chúng ta lạm dụng giao dịch được. Vì chúng ta lạm dụng giao dịch nhiều thì sẽ dẫn đến sẽ làm cho hệ thống nó bị chậm đi. Phải có những chính sách để tùy trường hợp mà chúng ta đặt lệnh trong giao dịch thôi. Không phải cái nào mà chúng ta cũng đặt vào giao dịch. Đây là cái ví dụ đầu tiên để chúng ta biết là xem một cái giao dịch thế nào. Nó chỉ có hai trạng thái thôi. Hoặc là thành công, hay là thất bại. Hoặc thành công hay thất bại. Vậy thì với một cái giao dịch thì nó có bốn cái đặc trưng hay là bốn cái đặc điểm cơ bản. Đặc điểm thứ nhất, đấy là cái tính nguyên tố. Tính nguyên tố có nghĩa là gì? Thì tất cả những cái thay đổi hoặc có thể là thành công hoặc có thể thất bại thì nó bao giờ cũng trọn vẹn, đầy đủ. Nếu thay đổi thành công thì nó sẽ đầy đủ tất cả những cái dữ liệu. Ví dụ A thêm và B, A trừ tài khoản đi và B thêm một tài khoản. Và tất cả những cái lệnh trong đó nó coi như là gì? Là một cái câu lệnh đơn rồi. Cái đấy nó cùng thực hiện. Coi như là cùng là một câu lệnh đơn. Coi như là một câu lệnh đơn mặc dù đấy là hai thao tác. Thì cái tính đầu tiên đấy là tính nguyên tố. Nó chỉ có hai cái kết quả thôi nhá. Cái thứ hai, nó phải có tính nhất quán. Nhất quán vì sao? Vì khi chúng ta chèn thêm dữ liệu vào thì nó phải đồng nhất, phải thỏa mãn những cái điều kiện trong cái bảng chèn đấy. Vậy thì khi chúng ta thành công, cái giao dịch đấy nó gọi là thành công hay giao dịch đấy nó bị lỗi, thì khi đấy dữ liệu nó không bị, nó vẫn luôn luôn bảo toàn, nó không bị mất đi cái tính bảo toàn toàn vẹn dữ liệu của cái dữ liệu hoặc của cái cơ sở dữ liệu đấy. Ví dụ thành công thì tài khoản A nó phải trừ đi 8 tỷ, còn trừ đi 2 tỷ còn 6 tỷ. Còn tài khoản B thì nó sẽ cộng thêm 2 tỷ thành 3 tỷ, đúng không? Thì đấy là cái đảm bảo cái việc toàn vẹn dữ liệu. Ví dụ thứ hai, đấy là ví dụ chúng ta có một cái hai cái lệnh insert ở bảng sinh viên này. Nếu trong trường hợp chúng ta thấy bảng sinh viên, mã sinh viên khác nhau và cái địa chỉ email thì mỗi một sinh viên sẽ có một cái địa chỉ email duy nhất. Vậy trong trường hợp chúng ta muốn chèn vào cái bảng sinh viên đấy mà hai câu lệnh chèn đấy nó trong cùng một cái transaction
tức là nó cùng trong một cái giao dịch ấy, thì khi đấy nó sẽ kiểm tra cái ràng buộc unit trước với địa chỉ email, cho nên nó không không có thể chèn được. Giống như em thấy đấy, khi trong trường hợp nhá, chúng ta dùng trigger, trigger for insert, trigger for delete, thì khi đấy chúng ta bao giờ nếu trong trường hợp nó bị ràng buộc, nó có ràng buộc khóa ngoại, ràng buộc check, thì khi đấy nó bao giờ nó sẽ ưu tiên cái việc là ràng buộc trước, sau đấy nó mới thực hiện trigger sau. Nếu chúng ta không muốn thì một là các em có thể xóa đi, hai là các em có thể đặt cho cái trigger đấy no check cái ràng buộc, đặt cho, xin lỗi, không phải đặt cho trigger mà đặt cho cái bảng đấy, và bảng đấy không check cái constraint đấy. Chúng ta không muốn xóa đi, chúng ta chọn no check. Còn khi chúng ta muốn nó quay lại thì chúng ta lại chạy câu lệnh đó, nhưng mà thay bằng no check thành check. Tuy nhiên thay đổi giúp bảng, cũng enter table, tên table, sau đó là gì, đặt cái thuộc tính set no check hoặc là check thôi. Đối với constraint, dĩ nhiên constraint đấy là constraint gì thì em phải ghi tên nó ra, bảng bảng gì thì em phải ghi tên ra. Còn không thì em có thể gì, có thể xóa đi. Trigger thì chúng ta chỉ có thể không không có check hay no check hay no check, mà chúng ta trigger chúng ta chỉ có disable với enable. Nháy phải vào trigger chọn disable là được. Thì cái đấy gì, nó sẽ không kiểm tra, còn nó sẽ không kiểm tra đối với cái trigger mà for. Còn nếu trong trường hợp chúng ta dùng instead of, thì vì sao nhiều trường hợp chúng ta có thể trả được luôn? Bởi vì instead of thì nó sẽ là gì? Nó sẽ đặt nhẹ cái phần ràng buộc, nó cho cái mức độ hay là cái độ ưu tiên của các ràng buộc nó nhẹ bớt đi, nó nhẹ đi, nó không check trước và nó làm thực hiện trigger. Đấy vì sao mà trong cái bài chúng ta nhiều khi chúng ta cứ phải xóa ràng buộc được cái lý do này. Đấy là tính nhất quán. Cái thứ ba, tính chất thứ ba hay là cái đặc điểm thứ ba, đấy là cái tính bền vững. Bền vững là gì? Bất kể là hệ thống lỗi như thế nào hay có vấn đề gì trục trặc, thì khi chúng ta đã thực hiện đã cộng thêm tiền vào tài khoản ấy rồi, giao dịch đấy thành công rồi, thì hệ thống lỗi như thế nào hay là có sập như thế nào, thì trong tài khoản đấy luôn luôn phải có vẫn bằng cái giá trị đấy. Nó không bởi vì tài khoản bây giờ mà hệ thống ngân hàng mà bị sập, sập cả cái hệ thống thì tài khoản mất hết đi ạ, thế thì chết, đúng không? Luôn luôn nó phải giữ vững cái bền vững đấy. Chính vì thế mà bao giờ cơ sở dữ liệu trong những cái hệ thống nó mới có những cơ chế backup sao lưu liên tục, phải thường xuyên, lúc luôn nó phải có những cái cơ chế đấy, luôn luôn phải có lịch, đặt lịch cho nó. Và cuối cùng đó là cái tính độc lập. Độc lập tức là gì? Nếu trong trường hợp chúng ta trong một cái bài chúng ta có thể có nhiều giao dịch, trong một cơ sở dữ liệu chúng ta có thể có nhiều giao dịch thực hiện đồng thời với nhau, tuy nhiên mỗi một cái giao dịch nó phải độc lập với nhau, mà để làm sao để không có cái xâm lấn với nhau, không có cái ảnh hưởng lẫn nhau nha. Ví dụ ở đây này, khi chúng ta đang chuyển khoản từ A sang B, đang chuyển 2 tỷ từ A sang B, đang thực hiện, lúc đấy chưa thành công. Tức là khi nào thành công nó phải có báo hiệu thành công. Thì khi đấy chúng ta có thể từ tài khoản A chúng ta lại thực hiện tiếp một tài khoản sang tài khoản C khác. Sang tài khoản C khác. Vậy thì nó sẽ có phải có những cái trường hợp là gì? Phải có những cái cơ chế để làm sao thực hiện độc lập hai cái giao dịch này là một. Với thứ hai là nó phải có cơ chế để làm sao nó không bị gần như là không bị đọc những cái dữ liệu sai, thì chúng ta sẽ có cái phần lỗi đấy, không đọc dữ liệu sai. Bởi vì ví dụ như tài khoản cô chỉ có 3 triệu thôi, cô lại chuyển luôn cho tài khoản B 2 triệu rưỡi, sau đấy cô lại muốn chuyển tiếp trong tài khoản C là 1 triệu, đúng không? Cô cũng muốn chuyển tiếp luôn trong tài khoản C 1 triệu. Vậy thì khi đấy nó sẽ dẫn đến trường hợp như thế này: tài khoản A đã được cập nhật lại số mới chưa? Là không đồng, hay nó vẫn đọc là 3 triệu. Thì đấy là những cái trường hợp mà chúng ta sẽ xem có những trường hợp lỗi như vậy, thì khi đấy họ phải có những cái cơ chế để khóa, để đưa ra những điều kiện sao cho những cái giao dịch này nó phải thực hiện độc lập lẫn nhau, mà nó không bị, không có những cái dữ liệu sai khác, không bị đọc dữ liệu sai, không bị đọc dữ liệu nhầm lẫn, không bị đọc những cái dữ liệu của những cái dữ liệu bị update, bị mất đi. Phải có những cơ chế đấy.
Vậy thì khi đấy chúng ta, khi nào chúng ta sử dụng giao dịch? Bởi vì không phải cứ lúc nào chúng ta cũng có thể dùng giao dịch, không phải lúc nào cũng có thể dùng giao dịch. Vậy thì khi đấy chúng ta có thể sử dụng giao dịch khi chúng ta viết hai hay nhiều truy vấn tác động trên những cái bộ dữ liệu, mà những cái bảng dữ liệu mà có liên kết với nhau nhiều, và có thể thực hiện khi cập nhật tham chiếu khóa ngoại. Thì chúng ta có thể tất cả những cái thao tác cập nhật đấy thì chúng ta có thể dùng trong một cái giao dịch, giống như chúng ta thực hiện xóa trên view, dùng trigger để xóa trên view. Trigger chính là cái giao dịch đấy mà, nó gói gọn trong đấy. Hay là có thể đưa dữ liệu từ bảng này sang bảng khác, và hay có thể đưa ra những trong những cái trường hợp mà chúng ta cần thiết phải kiểm tra với các dữ liệu khi những cái dạng mục đấy, khi chèn, khi update, khi xóa, thì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu luôn luôn phải đảm bảo cái việc toàn vẹn. Quá trình đấy thì chúng ta sẽ sử dụng giao dịch. Ví dụ chúng ta có một cái giao dịch cơ sở dữ liệu như này, nhiều khi chúng ta có thể gọi giao dịch, chúng ta có thể gọi giao tác. Dĩ nhiên cô toàn gọi giao dịch thôi, nhưng trong này cũng đưa ra cái giao tác để làm sao. Thứ nhất, chúng ta biết nhiều nơi, nhiều sách giáo khoa người ta cũng gọi là giao tác, tác vụ hay là giao dịch. Đây là những cái trong trường hợp là khi cơ sở dữ liệu, trước khi chúng ta tiến hành những cái giao dịch và sau khi tiến hành, thì chúng ta có thể có những cái truy vấn tới nó, có thể chèn, có thể cập nhật, có thể xóa, có thể update, và tất cả những cái nhóm này trong cùng một cái bắt đầu, và đến khi chúng ta công bố nó thành công thì chúng ta sẽ công bố thành công, nó sẽ có lệnh commit. Nó sẽ có lệnh commit là thông báo là gì? À, cái giao dịch kết thúc. Và giao dịch kết thúc đấy có nghĩa là gì? Là nó thành công. Còn nếu trong trường hợp mà nó không có commit, tức là không có thành công, thì khi đấy nó sẽ gặp các trường hợp lỗi. Ví dụ, nó có thể lỗi phần cứng, nó có thể lỗi về chương trình. Thì khi đấy chúng ta sẽ có lệnh rollback để làm sao? Để quay lui lại. Quay lui lại là gì? Quay lui lại trạng thái cơ sở dữ liệu trước khi tiến hành giao dịch đấy. Trước khi tiến hành giao dịch vậy. Thế cô mới nói là rollback nó ở đâu, thì để trước khi chúng ta tiến hành câu lệnh insert, chứ không phải là khi chúng ta với câu insert trong cái bảng insert đó. Cái đấy là chúng đấy. Chúng ta có nhiều lỗi lắm. Lỗi có thể do phần cứng, lỗi có thể do chương trình. Thì trong trường hợp là chúng ta phải kiểm tra những cái lỗi đấy, nó sẽ cho phép chúng ta quay lui lại. Quay lui lại đây nó sẽ cho phép chúng ta quay lui lại theo hai hình thức. Một là có thể quay lui lại từ đầu, coi như chúng ta chưa thực hiện gì cả. Hai là có thể quay lui tại một cái thời điểm nào đấy. Giống như khi cô chuyển tiền không thành công nhé. Cô có số tài khoản đó, nhưng cô lại nhầm ngân hàng. À, đúng ngân hàng, nhưng lại cô lại lấy số tài khoản bên ngân hàng khác. Ví dụ cô đang có số tài khoản bên ngân hàng Vietin đó, cô lại copy nhầm cái số tài khoản ngân hàng Vietin và cô chuyển khoản và ghi đấy là của ngân hàng Sacombank. Vậy thì khi đấy nó sẽ quay lui lại gì? Đầu tiên nó sẽ quay lui lại, chuyển thường mà, thì sẽ quay lui lại cái giao dịch ở tại ngân hàng nhà nước, cái điểm tại ngân hàng nhà nước đấy là giao trung gian. Sau đấy thì nó sẽ quay lại cái thời điểm mà cô bắt đầu xác định cái lệnh chuyển khoản đi, thì nó cập nhật vào đấy thôi. Thì đấy chúng ta sẽ có những cái thời điểm để có thể là quay lui, chứ không phải lúc nào chúng ta quay lui lại cái phần đầu đâu. Vậy thì với một cái giao dịch thì khi đấy nó có những cái câu lệnh xử lý như nào? Nó có những cái câu lệnh đơn giản, nó cũng chỉ có 5 câu thôi. Một là giao dịch thì có thể có begin, nhưng có giao dịch không cần begin. Giao dịch ẩn thì nó không cần begin. Giao dịch tường minh thì nó cần begin, có thể là chance, có thể transaction, sau đến cái tên giao dịch đấy. Chúng ta lúc nãy cô nói là gì? Chúng ta cần phải quay lui lại, là quay lui lại bước nào? Quay lui lại cái thời điểm tiền gửi đang ở, tiền chuyển đang ở trong ngân hàng nhà nước, hay là tiền chuyển ở bắt đầu chúng ta xác định cái lệnh chuyển. Ví dụ chúng ta chuyển khoản này 24/7 thì nhanh, nó lập tức luôn, tùy theo cái hệ thống ngân hàng đó. Chờ bao nhiêu giây, xác định cái lệnh đấy thì nó sẽ delay time khoảng bao nhiêu giây. Còn nếu trong trường hợp chúng ta chuyển thường thì chúng ta phải qua cái ngân hàng nước. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta xác định
chuyển, nhưng mà theo ví dụ như chứng khoán ấy, thì các em thấy khi em đặt lệnh mua nhá, không bao giờ em có thể gì cái số chứng khoán đấy nó về luôn tài khoản em để không có thể giao dịch. Em phải đợi 3 ngày, đủ 3 ngày thì khi đấy chúng ta mới có thể giao dịch với cái số chứng khoán đấy. Và cô thì cũng không biết cái tiền ảo gì, không có biết, cô chỉ biết là cái với những cái giao dịch mà đã làm cho thôi. Thì khi đấy cái điểm đánh dấu này này là cái điểm chúng ta xác định thời điểm nào, ví dụ bắt đầu chúng ta chuyển khoản xác nhận để trừ tiền ông ta thì chúng ta bắt đầu đánh dấu, thì nó sẽ cho phép chúng ta quay lui roll back, có thể quay lui lại cái điểm đánh dấu đấy, có thể quay lui lại nếu trong trường hợp nó quay lui lại cái tên giao dịch này thì coi như là gì, không thực hiện giao dịch. Nếu quay lui lại trở đầu giao dịch thì khi đấy nó coi như là không thực hiện giao dịch nữa. Còn nếu trong trường hợp giao dịch mà thành công thì khi đấy nó phải có một cái lệnh thông báo thành công là giao dịch kết thúc và thành công. Còn nếu không thành công thì nó quay lui hoặc là hủy rồi còn gì nữa. Vậy thì nó chỉ có một lệnh commit, có nghĩa là giao dịch đã thành công thôi. Tên giao dịch đã thành công. Và chúng ta có thể thiết lập những cái đặc trưng, những cái thuộc tính cho nó. Ví dụ giao dịch tiềm ẩn, chúng ta có thể thiết lập cái giao dịch tiềm ẩn đặt lên chế độ bật hoặc là tắt. Thì đấy là những cái câu lệnh xử lý giao dịch. Chú ý trong đó. Vậy thì một giao dịch nó sẽ kết thúc khi nào? Nó chỉ có hai trạng thái thôi. Một là thành công, hai là thất bại. Đúng không? Vậy thì khi đấy nó kết thúc khi trong những trường hợp như sau. Thứ nhất, nó thành công. Commit, lập lệnh commit. Thì sau khi gặp lệnh commit ấy, thì nó thực hiện tiếp những cái nhóm câu lệnh ở phía sau. Nó thực hiện tiếp những con câu lệnh phía sau. Đấy là trường hợp thứ nhất nhá. Trường hợp thứ hai là nó có thể gặp lệnh quay lui hoặc là bị lỗi. Vậy thì khi đấy nó sẽ quay lại gì? Quay lại cái trạng thái trước khi chúng ta làm thực hiện giao dịch. Câu lệnh trước in trang ấy. Quay lại trạng thái ở trạng thái đấy. Và chúng ta lại thực hiện tiếp gì? Một cái giao dịch mới bắt đầu. Thì trong trường hợp chúng ta chọn commit, chúng ta chọn rollback thì khi đấy nó sẽ gặp rollback thì khi đấy nó sẽ quay lại cái rollback thì quay lại thời điểm trước và nó vẫn cho phép những cái giao dịch mới bắt đầu. Còn tuy nhiên nếu trong trường hợp lỗi thì nó sẽ gì? Nó phục hồi lại cái giao dịch bắt đầu. Cái này thì nó tương tự như rollback. Tuy nhiên cái điểm khác của nó là gì? Nó không có giao dịch mới bắt đầu. Còn nếu trong trường hợp chúng ta rollback, chúng ta lại thực hiện tiếp giao dịch mới luôn. Nhưng đối với lỗi thì nó không thực hiện tiếp giao dịch. Những cái câu lệnh xử lý giao dịch này thường chúng ta chỉ làm với những cái lệnh cập nhật dữ liệu như insert, update và delete. Ngoài ra thì nó không cho phép thực hiện với những cái lệnh create table hay là drop table, bởi vì lý do gì? Với những cái lệnh này thì nó tự động thông báo thành công, tự động thông báo thành công trong cơ sở dữ liệu rồi. Chúng ta không cần phải xác định commit nữa. Thì đấy là những cái cơ bản trong giao dịch. Xem là có những câu lệnh như nào và câu lệnh nếu kết thúc như thế nào. Ví dụ như hoạt động của một cái giao dịch. Chúng ta có thể có rất nhiều giao dịch. Chúng ta về giao dịch được ví dụ nhá. Bắt đầu là chúng ta chèn cập nhật. Sau đó chúng ta tại thao tác cập nhật này chúng ta có thể gì? Đánh dấu lại cái thao tác đấy. Đánh dấu lại cái thời điểm đấy. Chúng ta cập nhật tiếp lại đánh dấu lại nó. Lại chèn lại cập nhật. Và gì? Sau đây chúng ta mới quay lại cái thời điểm mà đánh dấu. Vậy thì đây xây transition B đây là quay lại cái thời điểm này và làm sao và thực hiện tiếp luôn. Khi rollback này vào về đến thời điểm B, nó thực hiện tiếp luôn, lưu vào cơ sở dữ liệu và thực hiện tiếp cái câu lệnh sau luôn, update. Sau đấy cứ thế thực hiện tiếp và đến khi chúng ta thông báo thành công. Còn nếu trong trường hợp ở đây rollback này, nó không phải rollback về thời điểm B, nó không phải rollback về thời điểm A, mà nó rollback về cái transaction đấy, change expense sample, tức là về cái tên giao dịch bắt đầu, thì có nghĩa là gì? Coi như là chúng ta không thành công. Nha, cái đấy là cái chú ý. Đây ví dụ, cô đây, nếu trong trường hợp chúng ta quay lui lại, thì khi đấy chúng ta save transaction A đây. Khi quay lui lại thì chúng ta có thể quay lui lại cái thời điểm A.
và thực hiện, nó sẽ quay lại thời điểm A và nó thực hiện tiếp luôn, update luôn, cho đến khi nào gì nó thông báo rằng giao dịch đó nó thành công, giao dịch đó thành công. Còn trường hợp nếu trong trường hợp nó quay lại thời điểm phía trước, alo, được cô thấy, alo. Quên mất, không còn phải nghỉ giữa hai tiết đấy nhá. À. Các cậu cứ thế xong một tí nữa các bạn lại gào ầm lên. Vì lý do mà chúng ta xác định không sớm. À, nếu trong trường hợp lúc nãy cô đã nói rồi, nếu rollback lại cái tên giao dịch ngay ban đầu thì nó có nghĩa là gì? Nó sẽ hủy bỏ cái giao dịch đấy. Ví dụ đây, begin transaction giao dịch 4 đấy, thì khi chúng cô chọn commit ở phía cuối đó nó thành công nhá, đúng không? Tuy nhiên ở trong cái sau khi lưu lại cái thao tác, lưu lại cái thời điểm A, cái thời điểm mà chúng ta xác định giá trị A, cái transaction A, cái thời điểm đánh dấu ấy, thì ở sau đấy chúng ta có lệnh update và chúng ta rollback transaction giao dịch 4, thì có nghĩa là gì? Nó hủy luôn. Và khi đấy nếu trong trường hợp chạy này thì nó sẽ ra ra cái kết quả, cái yêu cầu thành công của giao dịch đòi hỏi mà nó gì, nó không có sự trả lời, không có cái tham số nào từ bắt đầu giao dịch đấy, tức là không nhận được cái tham số nào để thông báo thành công, cho nên giao dịch này nó không thành công. Nó hủy giao dịch nhưng mà lỗi của nó sẽ in ra như thế này. Bởi vì chúng ta mặc định cứ commit thì là chúng ta thành công. Cho nên khi đấy với trong trường hợp là chúng ta quay lui lại thời điểm, những cái thời điểm đánh dấu thì ok, không còn sao. Nhưng trong trường hợp chúng ta quay lui lại cái tên giao dịch ban đầu thì khi đấy nó sẽ dẫn đến trường hợp là coi như câu lệnh commit khi đấy sẽ bị lỗi. Thì đó là ví dụ qua về giao dịch. Vậy thì chúng ta có mấy giao dịch? Ở trong hệ thống cơ sở liệu chúng ta có 3 giao dịch. Và có 3 giao dịch. Giao dịch thứ nhất là tường minh, thứ hai là không tường minh, tức là giao dịch ẩn, thứ ba là tự động. Chúng ta sẽ đi xem từng loại giao dịch nhé. Tường minh thì là rõ mà, thì nó bao giờ nó bắt đầu bằng begin chain, kết thúc bằng commit. Còn dĩ nhiên câu lệnh rollback không làm gì cả, bắt đầu với begin, kết thúc bằng commit, đó là thành công. Nếu trong trường hợp lỗi muốn hủy bỏ thì khi đấy chúng ta có thể dùng câu lệnh rollback. Ví dụ như sau, cô có muốn thực hiện một cái xóa một cái sinh viên tên là Thư ra khỏi cơ sở dữ liệu, nhưng cô chỉ muốn xóa nếu trong trường hợp gì nó là một sinh viên thôi, còn nếu đó là hai sinh viên thì không cho phép xóa, thì nó thực hiện quay lui luôn. Vậy thì khi đấy chúng ta có thể ở đây sử dụng một cái biến hệ thống drop count. Drop count này nó sẽ trả về giá trị là dạng số, số này nó sẽ xác định xem là đến bao nhiêu dòng bị tác động, bao nhiêu dòng bị tác động với nó. Vậy thì cô sẽ sử dụng giao dịch tường minh đầu tiên, bắt đầu giao dịch xóa sinh viên này, xóa sinh viên với điều kiện là tên là Thư, và xác định xem là kiểm tra xem là có bao nhiêu người tên Thư, thì cái row count này nó sẽ đếm xem là có bao nhiêu người mà với điều kiện này nhá. Không phải là cứ em thấy là em select row count phát em nhìn thấy được row count đó bằng không, chưa chắc đâu, chưa chắc đâu. Ở phía trên này nó sẽ gì, nó sẽ xác định xem là cái lệnh ở phía trước nó tác động đến bao nhiêu, bởi vì trong cùng giao dịch mà, cái lệnh ở phía trước, cái lệnh delete này là nó tác động đến mấy dòng. Chúng ta không phải là row count bằng count, cái này nó nhá, không cần thiết, chỉ cần dùng biến này nó sẽ tự động xác định xem là có bao nhiêu dòng xác định về nó. Thì khi đấy chúng ta có thể gì, nếu trong trường hợp mà nhiều hơn một bản ghi, tức là từ hai sinh viên mà có tên Thư trở đi, thì khi đấy nó sẽ hủy. Còn nếu không thì nó xóa, xóa và làm sao? Nó xác nhận giao dịch thành công.
thì cái biến động cao này nhiều khi nó thực hiện nó xác định bao nhiêu cái bản ghi bị tác động. Đấy là giao dịch thứ nhất tưởng mình. Giao dịch loại thứ hai không tưởng mình. Không tưởng mình thì nó khác. Ô, sao cô toàn lên phía trước. Giao dịch loại thứ hai không tưởng mình thì nó lại không có cái begin này. Nó không có begin transaction. Và khi nó kết thúc thì nó khởi động giao dịch mới luôn. Thì khi đây nó sẽ xác định xem là những câu lệnh nào sau giao dịch đấy được thực hiện luôn. Bình thường nếu trong trường hợp chúng ta chưa bật nó lên ấy, chưa thực hiện giao dịch không tưởng mình thì nó mặc định luôn luôn ở tắt. Chúng ta muốn bật lên thì chúng ta có thể set này, implicit đây là giao dịch không tưởng mình, on là bật lên, còn off thì là tắt đi. Và sau khi chúng ta bật một cái giao dịch không tưởng mình đi thì khi đấy chúng ta do chúng ta không thể không có begin mà thì chúng ta chỉ có set là on thôi, chỉ có set là on thôi. Và sau khi đến khi kết thúc ấy, thì chúng ta sẽ thực hiện những cái giao dịch mới. Vậy thì sau khi đấy chúng ta có thể sử dụng những cái câu như sau trong cái giao dịch đó. Có thể là alter table, có thể revoke, hủy quyền, có thể create, có thể delete, select này, có thể delete, có thể insert, update, drop, open, fetch này, truncate table hay grant, gán quyền hoặc quyền quyền. Ví dụ như vậy thì những cái câu lệnh này nó chỉ cho phép bằng câu lệnh này thôi, bằng những cái câu mà bắt đầu khởi động bằng cái từ khóa này thì nó sẽ tự động coi đấy là một cái giao dịch mới. Ví dụ cô có với sinh viên Nguyễn Văn A ở đây giống y hệt như vậy, nhưng sau khi cô thay bằng gì? Không begin chain, cô gì chọn set, chọn cái giao dịch không tưởng mình lên on, thì khi đấy khi thực hiện xong nó tự động gì, tự động hiển thị luôn, hiển thị cái giao dịch mới luôn, thực hiện câu lệnh đưa ra cái giao dịch mới lên luôn. Đấy là cái giao dịch không tưởng mình. Còn loại cuối cùng đó là giao dịch tự động. Cái này thì em không có làm trong bài tập lớn, chủ yếu trong trường hợp là chúng ta làm về hệ thống lớn server thì khi đấy chúng ta mới có những cái phần này mới phát huy được cái đấy, chứ còn là bình thường với cơ sở liệu em thì chưa 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 có những cái chưa thấy bạn nào làm được cái phức tạp này. Thì cái giao dịch tự động thì cái đấy là mặc định rồi. Giao dịch tự động thì gần như là chế độ mặc định của các transaction rồi. Tự động cập nhật thành dữ liệu khi nó kết thúc thành công, tự động quay lui lại nếu trong trường hợp nó thất bại. Thì thường ấy nó hay chuyển từ, có thể chuyển từ khi chúng ta gặp câu lệnh begin để khai báo gì, khai báo một cái giao dịch mới thì begin đấy là trong trường hợp đấy là chế độ gì, chế độ từng từng minh đúng không, chế độ giao dịch rõ, thì khi đấy nó tự động chuyển từ cái giao dịch tự động này sang giao dịch từng minh. Bao giờ nó mặc định tất cả các giao dịch của chúng ta đều là giao dịch tự động hết, giống như trigger nó tự động. Thì khi trong trường hợp là chúng ta thực hiện một cái transaction mới thì khi đấy chúng ta mới chuyển chế độ. Thì đấy là giao dịch tất cả đây, trong đây là chúng ta đang mặc định là gì, tất cả những cái lệnh đấy nó đều ngang bằng nhau hết, nó đều có chức năng bằng nhau. Còn chúng ta còn có một cái loại nữa đấy là lồng nhau. Lồng nhau tức là gì, trong cái giao dịch này được viết trong cái giao dịch này, được có thể viết được viết trong cái giao dịch khác nữa, thì khi đấy chúng ta sẽ có một cái hệ thống, một cái biến hệ thống chain scale để thực thi mỗi lần mỗi khi cô lệnh cái begin chain ấy, tức là bắt đầu một cái giao dịch ấy, thì biến hệ thống này sẽ được tăng lên. Ví dụ khi chúng ta thực hiện câu lệnh commit chain, tức là kết thúc thành công một cái giao dịch nhá, thì nếu trong trường hợp cái biến count chain lớn hơn một ấy, thì những cái thay đổi đấy nó sẽ không được commit, không được công bố thành công, nó không được công bố thành công, và cái biến đó đang lớn một thì nó sẽ được bị giảm một. Còn nếu trong trường hợp chain count đó bằng một ấy, thì những cái thay đổi đó sẽ được công báo là thành công, và khi đã thành công rồi thì cái số count đây là đếm gì, đếm được cái giao dịch mà nó thành công mà, cho nên khi đã thông báo thành công commit thì khi đấy nó sẽ được gắn không. Còn nếu trong trường hợp chúng ta dùng rollback ấy, câu lệnh rollback ấy, thì nó cập nhật luôn là cái chân thao này là không ấy. Ví dụ như vậy thì đó là trong cái với giao dịch lồng nhau. Vậy thì giao dịch này để làm gì, nó tác dụng trong những phần gì,
Chúng ta sẽ thấy một cái ví dụ như sau, dẫn dắt sang cái phần khóa. Ví dụ chúng ta có những cái thao tác ví dụ như thế này, chúng ta có những cái giao dịch này. Thực ra kể cả insert, kể cả delete, kể cả update, nó chỉ là gì? Đọc ghi thôi. Chỉ đọc ghi thôi mà. Nó có thể lấy dữ liệu ra. Update là ghi vào dữ liệu vào. Đúng không? Chủ yếu là thao tác đọc ghi. Vậy thì khi đấy, trong cái giao dịch đấy, nó cần phải đưa các giao dịch bởi vì lý do gì? Những cái thao tác thì nó có thể tranh chấp lẫn nhau. Nó có thể tranh chấp lẫn nhau. Ví dụ như có, đơn giản nhất là này. Ví dụ có hai giao dịch rồi. Nếu trong trường hợp nó đều đọc thì không bao giờ tranh chấp. Vừa đọc vừa ghi hoặc là từ hoặc vừa ghi vừa đọc thì đấy nó sẽ xảy ra tranh chấp. Còn nếu trong trường hợp cả hai cái giao dịch đều yêu cầu ghi, nhưng mà nó chỉ cho phép chỉ trên cái đơn vị cơ sở liệu đấy, nó chỉ cho phép một cái đơn vị được ghi thôi. Một cái đơn vị được ghi thôi. Thì tại những cái thời điểm mà có nhiều giao dịch nó có thể làm ảnh hưởng, làm sai khác tới dữ liệu, thì khi đấy chúng ta phải có cơ chế để làm sao để đưa ra khóa. Thì ví dụ với những cái trường hợp này thì khi đấy chúng ta phải có khóa, chúng ta cần phải có khóa, cần phải có khóa cho cái từng cái thành phần một. Vậy thì sau khi chúng ta thực hiện giao dịch thì bao giờ nên có khái niệm khóa đi cùng, thiết lập những cái khóa đi cùng để làm sao, mục đích của nó chủ yếu là gì? Ngăn ngừa những cái hành động mà nó không bị không làm ảnh hưởng đến hệ thống, mà không làm cho chúng ta bị vi phạm cái toàn vẹn dữ liệu. Toàn vẹn dữ liệu đây không phải như là các em nghĩ là trong cơ sở dữ liệu là đạt chuẩn 2, chuẩn 3. Với bài toán thực tế thì cái việc đạt chuẩn kia thì nó là ít lắm, không làm được. Nó chỉ đảm bảo là gì? Ví dụ dữ liệu đấy nó đảm bảo cái ràng buộc nào thôi. Quy định ràng buộc về miền giá trị, về các thuộc tính trong đó này, hay là về giá trị liên thuộc tính này, liên các quan hệ này. Đấy chỉ đảm bảo những cái ràng buộc thôi. Chứ còn để đảm bảo chuẩn thì đối với bài toán thực tế là không có. Không thể nào đảm bảo chuẩn được. Không thể có đảm bảo chuẩn được. Bởi vì thực tế là thậm chí có những cái mà chúng ta còn phải xử lý bằng tay nữa để có thể ngăn chặn vào. Và em thấy trên hệ thống thì nhiều người trong trường hợp chúng ta truy xuất từ các cơ sở dữ liệu dùng chung ấy, thì xảy ra lỗi là bình thường. Thì khi đấy chúng ta mới có phải có cơ chế là gì, phải loại khóa nó vào để làm sao và có những cái cơ chế để xử lý trong trường hợp có nhiều cái giao dịch nó tranh chấp cùng với nhau, để xác định xem ưu tiên cái nào là ưu tiên, cái nào phải chờ. Thì cái việc mà xác định cái nào là ưu tiên, cái nào là chờ này, nó dựa vào khóa. Và chúng ta sẽ có các mức để khóa khác nhau. Chúng ta có 4 cái mức khóa. 4 mức khóa bởi vì lý do gì? Nó khóa bởi vì nó thường hay gặp những cái vấn đề, tức là những cái lỗi thường xảy ra. Còn khóa nó có thể khóa trên bảng cơ sở dữ liệu, khóa trên dòng, có thể khóa trên cột, trên thuộc tính, hay là khóa trên cái miền giá trị của nó. Nó có thể khóa trên dữ liệu đấy. Đối tượng nào có đôi trên đối tượng, nó có thể khóa trên bằng đấy đối tượng. Chủ yếu là để làm gì? Để nó không bị 4 cái lỗi này. 4 cái lỗi này là lỗi thường xuyên xảy ra trong cái quá trình chúng ta truy vấn tới cơ sở liệu. Lỗi thứ nhất đọc sai. Lỗi thứ hai là mất cập nhật. Lỗi thứ ba là chúng ta không thể đọc lại được dữ liệu, tức là lần đọc trước, lần đọc sau bị sai. Lỗi thứ tư là bị đọc cái bản nháp. Ví dụ với tương ứng với từng loại lỗi như sau. Thứ nhất, sao là chúng cô lại loạn này nhỉ? Lỗi thứ nhất, đọc dữ liệu sai. Sai tức là gì? Giao dịch đấy nó chưa thành công. Giao dịch thành công mà chúng ta lại đã đọc dữ liệu rồi. Thành công phải nói thông báo commit mà. Khi chúng ta đang đọc dữ liệu nhá, thì là một đang thực hiện, ví dụ chúng ta đang thực hiện chuyển tiền, thì thời điểm đấy chúng ta cũng làm một cái lệnh khác. Thì khi đấy mà trong khi đấy cái giao dịch phía trước chưa hoàn thành, chưa thực hiện thành công xong. Ví dụ nó yêu cầu cái thời gian trễ là bao nhiêu? Một cái giao dịch đấy nó thời gian đấy khoảng 5 giây.
Vậy thì khi đấy nó chưa thành công xong, nó chưa báo cáo lại, chưa cập nhật lại, thì khi đấy chúng ta sẽ dẫn đến trường hợp gì? Chúng ta bị sai. Ví dụ nha, ví dụ chúng ta khi chúng ta có, tại sao nó cứ không nhanh, lười bấm lên thành ra toàn. Ví dụ nhá, chúng ta có tài khoản A lúc nãy có 8 tỷ, tài khoản B lúc đầu có 7 tỷ, 1 tỷ. Vậy thì thời điểm đầu nó chuyển 2 tỷ sang tài khoản B nhá. Thì khi đấy chuyển 2 tỷ sang tài khoản B thì khi đấy nó phải có cái thời gian chờ để xác định xem tài khoản B có không thì nó mới làm sao, nó mới thực hiện trừ cập nhật thêm vào cái tài khoản B. Nhưng cũng tại thời điểm lớn một này, cô cũng muốn chuyển khoản luôn, mặc dù cô chưa có thông báo là thành công, chưa có thông báo là trừ tiền, ví dụ mess của chúng ta. Khi đấy cô vẫn thực hiện gì, chuyển 3 tỷ từ cái tài khoản A sang cái tài khoản C đấy. Vậy thì cái thời điểm mà khi cái T1 chuyển từ A sang B tỷ thì khi đấy nó chưa hoàn thành, cho nên cái thời điểm T2 này này thì chúng khi họ muốn chuyển sang tài khoản C là 3 triệu thì nó vẫn đặt AD 8, 8 tỷ. Nó vẫn đặt đây là 8 tỷ. Cái đấy, những cái lỗi này ngân hàng làm nhiều lắm. Ngân hàng giao dịch tất cả những cái kể cả những cái tự dưng ạ, trên hệ thống giao dịch online thì bao giờ nó phải làm vào tất cả những cái bị dirty read này, gặp nhiều mà, hoặc là nó có thể mất dữ liệu cập nhật. Cập nhật thì đơn giản như này thôi, thời điểm này ví dụ cũng thời điểm này thì trong cái hệ thống máy bay nó có 500 vé nhá, thì cùng lúc đấy A nó bán 100 vé, B nó bán 200 vé, đọc vẫn thấy là 500 vé đúng không, thì A thấy đọc 500 vé thì nó bán đi 100 vé hoặc là cập nhật luôn. B thì có thể T3 tại thời điểm đấy nó cũng quay lại cập nhật, thì cập nhật đây có thể nó vẫn lên 500, tại vì phía trước nó đọc là gì, đọc là 500 mà nó sẽ trừ đi 200 còn 300. Vậy thì khi đấy, cái giá trị cập nhật từ tại cái giao dịch A này nó bị mất đi, thì đấy là cái lỗi mà mất dữ liệu cập nhật. Những cái lỗi này thường xuyên xảy ra. Lỗi thứ ba là không thể đọc lại dữ liệu. Khi lần đầu tiên chúng ta đọc đọc dữ liệu thời điểm T1 thì ví dụ như là chúng ta xem là trong một trường ta có bao nhiêu nhân viên mà lương lớn hơn 4 triệu. Lúc đầu chúng ta đọc là 100 nhân viên. Thời điểm T2 là những cái thời điểm này rất là cái độ trễ thời gian của nó cực ít, thì chúng ta có thể cập nhật là lương của nhân viên, ví dụ tăng tăng lương thì khi đấy cập nhật là lương của nhân viên lên thành 4 triệu. Vì nó trong cùng giao dịch thì có thể làm sao, trong cùng giao dịch mà nó coi như tất cả các thao tác có thể thực hiện được luôn, cái độ trễ giữa các thao tác cực ít. Khi tới thời điểm T3 thì cái giao dịch A nó lại đếm lại xem là có bao nhiêu lương nhân viên để khẳng định lại, thì khi đấy chúng ta thấy là thời điểm đầu nó đếm 100, thời điểm tiếp theo của nó đếm lại 99. Giao dịch A thì nó chỉ thực hiện mỗi cái việc đếm thôi, trước nó đến 100, sau nó đến 99. Còn cái việc A và B lại T2 lại, nhưng thực ra hai cái này là sao, nó gì, nó làm đồng thời với nhau, hai cái nó độc lập riêng nhau mà, hai giao dịch nó riêng độc lập lẫn nhau. Vì vậy thì nó sẽ dẫn đến trường hợp là gì, khi đấy cái giao dịch A nó sẽ đọc dữ liệu tại hai cái điểm khác nhau, đấy nó sẽ dẫn đến lỗi là gì, không thể đọc lại được dữ liệu và cuối cùng bị đọc cái bản lỗi bản nháp, đọc cái bản nháp của nó. Ví dụ chúng ta có nó 5 bản ghi nhá, 1, 2, 4, 5 báo cáo đấy. Ví dụ một cái giao dịch A đọc và đưa ra mỗi 4 cái bản ghi 1, 2, 3, 4. Giao dịch B thì nó lại xóa luôn cái bản ghi thứ 5 và thay bản ghi thứ 6. Thì khi giao dịch A muốn lấy tiếp được cái bản ghi thứ 5 ấy là không có, bị sai, nó lại không lấy được cái bản ghi thứ 5 mà nó sẽ bị gì? Nó sẽ bị lấy cái bản ghi thứ 6. Nó bị thiếu mất cái bản ghi thứ 5. Và nó không cần thiết cái bản ghi thứ thứ 6 nữa. Thì đấy là những cái lỗi mà thường xuyên xảy ra đối với cái dữ liệu. Thì khi đó nó sẽ có ba cái cơ chế để khóa.
Khóa thứ nhất là khóa chia sẻ, thứ hai độc quyền, thứ ba là khóa cập nhật. Nó sẽ cho phép chúng ta ba cái loại khóa này. Khóa chia sẻ thì trong trường hợp là chúng ta những cái giao dịch đấy nó có chung quyền thì có thể chia sẻ được nhau. Tại một thời điểm thì khi đấy nó có thể chia sẻ cái setup ấy ở trên nhiều đơn vị dữ liệu. Và trong trường hợp mà cái khóa chia sẻ này ấy, thì một thời điểm nó có thể trên nhiều hoặc là trên cùng một đơn vị dữ liệu được hết cả. Nó đồng thời đọc mà. Nếu trong trường hợp đồng thời đọc thì nó ok, thoải mái ngay. Nhưng nếu trong trường hợp mà nó muốn đọc dữ liệu từ cái dữ liệu mà nó độc quyền ấy, thì khi đấy nó không thể đọc được với trong trường hợp dữ liệu đấy nó có cái khóa độc quyền. Thế đơn vị dữ liệu đây thì thoải mái tất cả các cơ sở dữ liệu ta đều được. Còn dĩ nhiên là cái khóa độc quyền là cái khóa có nguyên tắc cao nhất. Và bởi vì làm sao? Bởi vì nó chỉ độc quyền dành cho nó thôi. Chỉ dành độc quyền dành cho cái giao dịch đấy thôi. Thì trong trường hợp phải nguy kịch, tức là đưa ra cái cấp độ lỗi cao nhất, thì khi đấy người ta mới đưa ra cái khóa độc quyền này. Độc quyền có nghĩa gì hả chị? Nó được độ cao nhất, cao nhất. Không có ai có thể chen lấn vào cái công việc của nó được. Không có ai có thể chen lấn vào. Nó chỉ có một mình nó được thực hiện thôi. Đấy là độc quyền. Còn loại khóa thứ ba là khóa cập nhật. Có thể gì? Đây là cái dạng khóa mà thường thì chúng ta có thể đưa ra hai thôi. Nhưng cái khóa cập nhật này thì nó là cái khóa trung gian. Khóa trung gian giữa khóa độc quyền và khóa chia sẻ. Nó cho phép đọc dữ liệu và ghi lại dữ liệu sau khi đọc cái dữ liệu đó. Ví dụ như câu update ấy. Trong khi chưa cần cập nhật lại dữ liệu ấy, thì nó sẽ ở trong cái việc là nó sẽ ở cái trạng thái như là một cái khóa chia sẻ. Còn khi thực hiện của nó ấy, thì khi đấy nó sẽ ở chế độ là gì? Độc quyền. Thực hiện, chèn vào, ấy, cập nhật vào cái dữ liệu đấy. Thì khi đấy là ba cái loại khóa. Với ba loại khóa này chúng ta sẽ có cách thiết lập các mức cô lập trong cái transaction như sau. Chúng ta có 3-4 cái mức độ cho phép chúng ta thiết lập với transaction. Đấy là read uncommit, read commit. Tương ứng với gì? Tương ứng với từng cái lỗi đấy. Từng cái lỗi để xem là nó có với những cái mức cô lập này thì nó có cho phép có bị xảy ra lỗi đọc dữ liệu sai không, nó có thể xảy ra lỗi đọc bản nháp không. Thì đấy, trong cơ sở dữ liệu nó phải có những cái mức độ cô lập đấy đối với hệ thống, đối với từng, có thể đối với từng bảng, có thể đối với từng dòng, có thể đối với cả cơ sở dữ liệu. Thì dĩ nhiên cơ sở dữ liệu thì bao giờ nó cũng phân thành từng cái phần nhỏ riêng. Thì bốn mức độ cô lập này thì cô sẽ khái quát qua thôi. Mức độ thứ nhất đó là gì? Read and commit, tức là nó chỉ đọc dữ liệu mà không quan tâm tới dữ liệu đấy nó có bị thay đổi bởi cái một cái giao dịch khác không, bởi một cái giao tác khác không, nó không cần quan tâm. Thì đây là cái mức thấp nhất. Khi đấy tất cả những cái lỗi gồm có đọc dữ liệu sai, không thể đọc lại, đọc phanh nháp đều xảy ra hết, đều bị xảy ra hết. Tuy nhiên mỗi đọc dữ liệu lỗi được mỗi dirty, cái dirty read là nó sẽ cải thiện. Nó cải thiện cái dirty read, tức là không bị đọc cái lỗi sai. Ví dụ chúng ta có hai cái giao dịch như sau. Cái giao dịch thứ nhất là cô với cơ sở dữ liệu test ban đầu nhé, đây là ABC. Thì giao dịch thứ nhất cô thực hiện đấy là gì? Update cái giá trị ID vùng 3 là D cho thời gian trễ, đây là 10 giây xin lỗi. Dĩ nhiên không có rollback nhá. Nếu rollback thì coi như là gì? Nó quay luôn được. Cái giao dịch T2 đó là gì? Chúng ta thiết lập cái trạng thái cho nó là uncommit. Uncommit thì khi đấy nó làm sao? Nó không cần biết như nào. Nó đọc lại dữ liệu. Nó biết nó có thể không, chỉ biết là gì. Trong cái thời điểm T2 này nó sẽ đưa ra những kết quả. Nó không có biết là nó thay đổi hay không đâu. Nó chỉ biết đọc dữ liệu này. Đọc được cái dữ liệu này rồi.
đấy là với uncommit. Cái mức cô lập thứ hai đấy là read commit. Read commit thì nó khác ở chỗ gì? Cái mức cô lập này thì nó phải thực hiện, cập nhật hoàn tất thì nó mới thực hiện, nó mới thực hiện. Còn không biết là nó đang trong cái quá trình đấy, quá trình cập nhật ấy thì nó không cho phép, không cho phép đọc được, nó không cho phép đọc được. Với cái mức cô lập này thì nó cho phép ngăn chặn cả đọc dữ liệu sai, ngăn chặn cả việc chúng ta bị mất dữ liệu cập nhật. Tuy nhiên không ngăn chặn được cái việc đọc lại, không ngăn chặn được cái chúng ta đọc những bản nhạc. Ví dụ phía trên kia cô có rollback ở đây. Rollback ở đây thì có nghĩa là gì? Nếu chúng ta rollback thì nó sẽ quay lui và coi như là cơ sở dữ liệu vẫn quay đầu. Vẫn là gì? Vẫn quay đầu lại đầu từ đầu. Cơ sở viết vẫn là như thế. Thì khi đấy, sau khi chúng ta thực hiện rollback thành công xong thì cơ sở liệu vẫn là như cũ đúng không? Thì T2 khi đấy nó không phải là nhận giá trị D nữa, mà nó nhận gì? Nhận lại bảng như ban đầu. Nhận lại bảng ban đầu này. Còn nếu trong cái giao dịch kia, nó chưa cần biết tới cái rollback, nhận thì nó thực hiện luôn, đọc luôn được giá trị D luôn. Bởi vì không cần biết là cái giao dịch kia nó thực hiện như nào mà, nó thực hiện xong chưa. Bởi vì chúng ta cho cái thời gian trễ của nó là 10 giây. Đấy. Cái đấy là ví dụ đối với hai cái mức độ cô lập đầu tiên. Tiếp theo, cái mức độ là không thể đọc lại được. Thì đây là cái mức độ thấp nhất. Thấp thứ hai. Cái thấp nhất đấy là cái đầu tiên. Cái uncommit ấy. Đây là mức độ thấp thứ hai. Sau cái seriable thì cái này là gì? Không cho một cái trang sức dừng khác có thể cập nhật vào dữ liệu mà đang được đọc bởi một cái giao dịch này đang đọc thì không cho phép cập nhật. Chỉ trong trường hợp nó đọc xong thì nó mới cho phép cập nhật vào này. Nó có cả đọc dữ liệu, có cả ghi dữ liệu, nhưng nó ở trong trường hợp này nó vẫn xảy ra cái lỗi là đọc những cái bản nhạc, không xảy ra đọc bản dữ liệu sai, không mất dữ liệu cập nhật, có thể cho phép đọc lại. Tuy nhiên là vẫn bị xảy ra đối với trường hợp phantom đọc được cái bản nhạc. Cái mức độ cao nhất thì tuy nhiên cái mức độ cao nhất thì là cái mức độ mà hạn chế nhất, bởi vì lý do cái mức độ cao nhất này nó sẽ làm cho cơ sở dữ liệu chậm lắm, rất chậm, và hạn chế làm với cái seriable. Cái này nó gần như độc quyền. Khi tất cả những cái thao tác khác ấy, phải đang làm gì thì nó cũng chờ đấy. Khi nó can thiệp vào lập tức là tất cả thao tác dừng lại để giải quyết nó đã. Để giải quyết nó đã, nó làm xong thì tất cả các thao tác xong nó mới được làm. Khi nó thực hiện chèn thì nó phải chèn xong hết. Thông báo thành công thì tất cả những cái thao tác khác, những cái giao dịch khác đang làm việc với nó mới được làm tiếp. Còn không cứ tạm dừng đấy ạ. Thì dĩ nhiên cái mức độ này hay là cái mức cô lập đối với dữ liệu này thì nó chỉ có thể là bảo vệ dữ liệu toàn vẹn, làm cho hệ thống chậm đi, nó thực hiện nhiều với lệnh update thôi. Còn với lệnh insert và delete thì nó chưa đảm bảo, chưa bảo vệ được hết, chưa đảm bảo toàn vẹn cái độ toàn vẹn dữ liệu trong đó. Thì đấy là những cái mức mà trong hệ thống chúng ta thường hay có. Trong một cơ sở dữ liệu thì dĩ nhiên là hội em chưa làm nhiều với cái phần này, bởi vì chúng ta phải làm với hệ thống online thì chúng ta mới thấy là gì, những cái mức độ khóa này nó mới tác dụng nhiều. Các em mới đang làm offline thì chúng ta thiết lập khóa này chưa thấy ưu điểm của nó đâu. Thì với mỗi một cái đối tượng chúng ta có thể thiết lập khóa cho nó, một trong những cái bốn khóa hay là thiết lập bốn cái mức cô lập này cho nó. Nhá. Thì đấy là đối với trong các bảng cơ sở dữ liệu. Khi chúng ta thiết lập ấy, thì chúng ta có thể gì? Chúng ta có thể đặt khóa. Có đặt khóa có thể thiết lập cái mức độ cô lập của nó. Ví dụ như sau. Chúng ta có thể tạo cú pháp select này, table with lock, hay là delete from này, table with lock. Chúng ta có thêm cái khóa
cái lock ở đây. Và trong những cái thuộc tính đấy, như chúng ta thấy này, chúng ta có thể đặt thêm gì, set cái mức cô lập đấy là mức cô lập gì. Và một trong những cái lock đây chúng ta có thể đưa ra như sau, ví dụ là reach uncommitted này, hay no lock này, read commit này, hay repeatable read này, hay là seriable. Đây những cái loại khóa đây, những loại khóa đây nó có thể sử dụng với các cơ sở dữ liệu, với bảng, với dòng dữ liệu, với liên các bộ dữ liệu, thì nó có thể khóa lại, có thể đưa ra những cái mức cô lập cho nó. Thì đấy là tất cả những cái mà chúng ta thực hiện đối với việc là chúng ta xác định xem là có những cái mức, có những cái ảnh hưởng gì, có những cái tác động gì nếu trong trường hợp chúng ta có trong hệ thống có nhiều cái transaction, có nhiều cái hoạt động làm việc, thì khi đấy nó sẽ dẫn đến cái trường hợp này gì có thể xảy ra, những cái lỗi gì thường hay xảy ra, và để giải quyết những cái lỗi đấy thì thường ta sẽ phải làm cái gì, người ta sẽ phải khóa vào. Vậy khóa thì khi khóa đấy thì nó chính là cái thiết lập cái mức cô lập. Khi xác định khóa thì đấy chính là cái thiết lập xem là cái mức cô lập của đối tượng đấy là gì đó, thì chúng ta có thể đưa ra những cái khóa trong cơ sở dữ liệu đấy. Ngoài cái việc là gì, phân quyền thì nó khác nhé, bạn có thể truy cập tới đó hay không có thể truy cập tới nó thì đấy là khác, còn cái này là khóa trong cái cơ sở dữ liệu, khóa trong hệ thống để cho phép các thao tác khác nhau có thể tác động đến nó, mặc dù nó vẫn truy xuất được bình thường, nó vẫn làm việc bình thường. Tuy nhiên là khi truy xuất nó thì tương ứng với từng loại khóa nó sẽ đưa ra được cái cấp độ ưu tiên để thực hiện, để sắp xếp, để lập lịch cho những cái thao tác khác có thể làm việc một cách gần như là nó trơn tru hơn, nó có những cái cơ chế theo từng mức một, theo từng level một, theo từng cái cơ chế ưu tiên được, để cho tất cả những cái toàn vẹn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu luôn luôn phải đảm bảo. Thì đấy là đối với một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu, người ta còn phải quan tâm tới những vấn đề này nữa. Với cái phần này chắc là chỉ đến đây phần đấy thôi nhá. Sau hôm nay cô đã nói qua cho em về bài tập lớn rồi, thì buổi tới chắc là hôm nay các bạn trong nhóm mình, những bạn nào trong nhóm các bạn có thể bắt tay vào làm luôn, chứ không thì bắt đầu cô sẽ xác định là cuối tuần sau chúng ta phải nộp rồi nhá. Được chưa? Cô sẽ đặt lịch là cuối chủ nhật cô sẽ đưa ra một cái bài tập lớn, chỉ cần một người trong nhóm, chỉ cần một người nộp nhé, không cần phải nhiều người nộp, vì khi đấy cô tải về nhiều khi nó bị lộ, bị nhiều cái bản quá. Và chúng ta nhớ là ghi tên tên nhóm đầu tiên, nhóm 1 theo cái danh sách lớp trưởng gửi, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 không cần ghi tên nhá, trong bản báo cáo đấy mới ghi tên. Nhóm 1 TH1, nhóm 1 nhóm 2 TH1 vân vân. Rõ chưa nhỉ? Em như cô là bây giờ nếu mà trong quá trình làm cô mà mình muốn đổi đề tài thì có phải báo cô hay là cứ nộp cái đề tài mới không ạ? Không báo với cô thì các thầy cái này phải đưa lên hệ thống mà. Rồi. Thôi nhá. Cả lớp nhá. Cô sang lớp bên kia đây. Nha, chào cả lớp.